Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc cô Nguyễn Thị Thanh, hiệu trưởng trường mầm non Châu Phong, huyện Quỳ Châu, Nghệ An, treo cổ tự vong tại nhà riêng. Dư luận cũng xôn xao sau cái chết bất ngờ của nữ hiệu trưởng, đặc biệt là việc xuất hiện lá đơn kiến nghị lần hai của cô Thanh gửi lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện Quỳ Châu liên quan đến việc xếp loại thi đua của cá nhân mình. Trong đơn kiến nghị, cô Nguyễn Thị Thanh trình bày quá trình công tác trong ngành giáo dục của mình suốt 22 năm qua. Bản thân cô đã chịu khó làm việc tại những cơ sở vùng sâu vùng xa và luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm học 2018-2019, cô được tập thể thống nhất đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong quyết định số 1467 ngày 3 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Châu về việc công nhận kết quả xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường học trên địa bàn năm học 2018-2019, thì cô Thanh được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ và có thêm ghi chú hạn chế năng lực. Ngoài ra, tại cuộc họp ngày 19 tháng 7 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳ Châu, cô bất ngờ được thông báo là đã bị miễn nhiệm chức vụ hiệu trưởng vì lý do 2 năm liên tục xếp loại thi đua ở mức hoàn thành nhiệm vụ. Đến ngày 3 tháng 10, người thân về nhà thì bất ngờ phát hiện cô Thanh 42 tuổi đã tử vong trong tư thế treo cổ.